Ninh Dương Lan Ngọc trước khi lộ clip dừng chiếu từng bị ám ảnh bởi hai cảnh nóng. Mới đây, cộng đồng mạng đang vô cùng xôn xao thông tin một nữ diễn viên bị lộ clip nóng trên trang web người lớn. Dựa trên các hình ảnh được công bố, netizen cho nhân vật chính trong vụ việc là Ninh Dương Lan Ngọc. Hiện, phía quản lý của người đẹp đã lên tiếng cho biết đang kiểm chứng và chưa thể khẳng định điều gì. Được biết, Ninh Dương Lan Ngọc là một diễn viên tài năng của làng giải trí trong nước. Trong 10 năm hoạt động nghệ thuật, cô đã tham gia 6 phim truyền hình và 13 phim điện ảnh. Cô được đánh giá là có khả năng biến hóa đa dạng ở mọi thể loại. Đặc biệt, nữ diễn viên sinh năm 1990 còn được đánh giá cao khi xử lý cảnh nóng trong các bộ phim cô góp mặt. Năm vừa tròn 20 tuổi, Ninh Dương Lan Ngọc tham gia dự án phim điện ảnh đầu tiên là Cánh đồng bất tận. Vai diễn của Ninh Dương Lan Ngọc là một cô gái mang thân phận đặc biệt tên Nương. Không chỉ trải qua cuộc sống với những mối quan hệ có diễn biến phức tạp, nhân vật Nương còn bị kẻ xấu hãm hiếp trong một tình huống bất ngờ. Một trong những cảnh nóng đáng nhớ nhất trong sự nghiệp của Ninh Dương Lan Ngọc là khi cô đảm nhận vai gái ế Miss Q vướng vào lưới tình của phi công trẻ trong phim Gái già lắm chiêu 2 ra rạp năm 2018. Trong phim, Ninh Dương Lan Ngọc cùng bạn diễn Lê Xuân Tiền đã có phần cảnh ôm hôn ngọt ngào và cả cảnh dừng chiếu táo bạo. Chia sẻ về cảm nhận của mình, Ninh Dương Lan Ngọc kể rằng lúc mới diễn, Lê Xuân Tiền còn một chút bối rối khi gần gũi cô. Cho đến khi Ninh Dương Lan Ngọc chủ động đổi cách xưng hô thành anh, em, cả hai mới khắc phục được sự gượng gạo và làm hài lòng đạo diễn. Vai diễn Miss Q cũng là vai giúp cho Ninh Dương Lan Ngọc thể hiện sự lột xác sau nhiều năm theo đuổi đam mê. Chỉ còn vài ngày trước khi công chiếu, ekip Gái già lắm chiêu chính thức xác nhận sự tham gia của Ninh Dương Lan Ngọc trong bộ phim này. Những hình ảnh hậu trường của Gái già lắm chiêu 5 có sự tham gia của Ninh Dương Lan Ngọc với tạo hình hút mắt bên cạnh Kha Thính Nguyễn vừa chính thức được tung ra. Nhà sản xuất vừa lên tiếng xác nhận vai diễn Miss Q của Lan Ngọc từng sẽ có màn đối đầu cùng Lý Linh của Kha Thính Nguyễn trong phần phim này. Video clip hậu trường vừa được công bố cho thấy sự xuất hiện của Lan Ngọc và Kha Thính Nguyễn trong cảnh quay một buổi đấu giá cổ vật. Món cổ vật được đưa ra đấu giá gây bất ngờ bởi đó là bộ vòng tỷ ngọc sinh hương, món bảo vật gia truyền của Lê Gia, từng xuất hiện trong Gái già lắm chiêu 3. Kha Thính Nguyễn chia sẻ, từ khi đọc kịch bản, Kathy đã rất mong chờ đến ngày quay phần đoạn phim này bởi được gặp Miss Q của chị Linh Dương Lan Ngọc. Vai diễn Miss Q và cả chị Lan Ngọc ngoài đời đều là mẫu phụ nữ mà Kathy rất thần tượng. Ninh Dương Lan Ngọc rất hào hứng với sự quay trở lại này và đặc biệt dành nhiều lời khen ngợi về diễn xuất của gái già đàn em Kathy Nguyễn. Lan Ngọc cũng là nữ diễn viên được hai đạo diễn Bảo Nhân và Nam Kito rất ưu ái khi liên tục xuất hiện trong 3 phần liên tiếp của series ăn khách này. Lan Ngọc tiết lộ, đây không phải là một vai khách mời mà là vai diễn nút thắt đánh dấu sự trở lại của Miss Q cùng món bảo vật gia truyền tạo nên nhiều sóng gió cho Lê Gia trong phần 3 trước đây. Sự xuất hiện của tỷ ngọc sinh hương trong những hình ảnh đã được nhà sản xuất hé lộ như một sự khẳng định rằng có sự kết nối giữa các phần phim trong vũ trụ Gái già. Mặc dù xác nhận tham gia Gái già lắm chiều 5 và tiết lộ tạo hình mới cũng như những hình ảnh Lan Ngọc và bên cạnh Kathy Nguyễn, nhưng nhà sản xuất vẫn chưa thể tiết lộ thêm về màn đối đầu giữa Miss Q và Lý Linh. Đạo diễn Bảo Nhân cho hay, sự xuất hiện của Lan Ngọc trong Gái già lắm chiều 5 là một món quà bất ngờ của chúng tôi muốn gửi đến khán giả. Đây sẽ là một nút thắt quan trọng để lý giải về mối quan hệ và nguồn gốc của những món bảo vật trị giá triệu đô là tỷ ngọc sinh hương của Lê Gia trong Gái già lắm chiều 3 và Phượng Bảo Tam Vĩ của Lý Gia trong Gái già lắm chiều 5. Như vậy là sau hơn một tháng hoãn chiếu bởi ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, Gái già lắm chiều 5 đã có động thái đầu tiên trên màn ảnh.